Hơn 800 mét vuông đất được nhà nước cấp sổ đỏ và hơn 1.000 mét vuông đất khai hoang 20 năm nay ở dọc sông Côn, đoạn qua thị trấn Phú Phong là nguồn sinh kế chính của cả gia đình ông Huỳnh Văn Chu. Một năm làm 3 vụ màu sen canh, gia đình ông thu vào khoảng 30 triệu đồng. Vậy nhưng từ cuối năm 2016 đến nay, diện tích này đã mất gần hết do bờ sông sạt lở. Lo lắng của gia đình ông Chu càng gia tăng khi mấy ngày qua tình trạng sạt lở tiếp tục diễn ra. Gian 3 tháng 10 ngày là lũ tôi nhổ đậu đây thì nó đi hết một nửa diện tích trồng đậu nữa. Thì nó đi rất là nhanh. Theo người dân địa phương, tình trạng sạt lở xảy ra khi công ty cổ phần tập đoàn Phúc Lộc bắt đầu khai thác cát trên lòng sông từ cuối năm 2016. Từ đó đến nay, sông xâm thực sâu vào đất sản xuất của nông dân đến 50 mét và đã có ít nhất 4,5 hectare đất sản xuất, 3 vụ một năm của 30 hộ dân đã mất. Các cơ quan chức năng đều khẳng định tình trạng sạt lở bờ sông xuất phát từ hoạt động khai thác cát. Có một phần nguyên nhân thì do là cái hoạt động khai thác cát của công ty cổ phần tập đoàn Phúc Lộc gây ra. Thì trước cái tình hình đó thì Ủy ban Nhân dân huyện thì cũng đã có rất nhiều cái văn bản là đề nghị là công ty phải tiến hành khắc phục và bồi thường cho dân là theo quy định. Giờ tôi yêu cầu cấp trên là làm sao mà giải quyết là lắp trả lại mặt bằng cho chúng tôi để làm ăn sinh sống. Số đậu, đỗ mà người dân sản xuất dự báo sẽ mất dần khi chưa kịp thu hoạch vì những vết nứt mới tiếp tục xuất hiện. Nếu không kịp thời khắc phục tình trạng sạt lở cũng như chấn chỉnh hoạt động khai thác cát thì không còn đất để sản xuất. Cuộc sống mưu sinh của hàng chục hộ dân nơi đây đang gặp rất nhiều khó khăn.